Thay vì hàng ngày Huyền sẽ nấu những món mà mình muốn ăn nhất, thì hôm nay Huyền sẽ nấu một món ăn ý nghĩa và chứa đựng nhiều tình yêu thương nhất. Trên đường đi chợ thì vô tình Huyền gặp chú này nè mọi người, đang lăng xăng dọn đồ vô. Hỏi ra thì mới biết chú mới vừa bày đồ ra bán à, chưa bán được cái gì hết trơn á, nhưng mà bị mấy chú trật tự không có cho bán ở lề đường á mọi người. Thôi thì hoan hỷ nha, Huyền sẽ giúp chú mua hết cái số rau và ốc này. Hỏi thăm ra thì chú cũng xem tuổi với ba của mình á mọi người. Mỗi khi mà Huyền đi ra ngoài đường nhìn mấy cô chú lớn tuổi mà ngồi buôn bán kiểu thương sao á. Đây là cái rổ ốc len nè mọi người. Nào giờ Huyền nghe người ta khen ăn ngon dữ lắm, nhưng mà Huyền cũng chưa từng ăn mà cũng chưa từng nấu món này lần nào luôn. Cái khâu sơ chế này là hơi bị lâu luôn á. Huyền ngồi chặt cái đít con ốc này mỏi hết cả lưng luôn. Chú nói với mình đây là rau ôm ruộng á mọi người. Đây mới được gọi là rau ôm chính hiệu nè. Nó có vị đắng nhẹ mà ăn cực kỳ thơm luôn. Mà hầu như những cái đồ chú bán là toàn tự đi hái với bắt không mọi người. Kiểu đồ thiên nhiên, đồ đồng á, mà chú bán với giá cực kỳ là rẻ luôn. Ốc len sau khi chặt đít và rửa sạch rồi thì mình sẽ bắt xả với lại tỏi phi thơm lên rồi cho vô xào nha. Xào lên thơm rồi thì cho phần nước cốt dừa Huyền đã chuẩn bị sẵn vô nè. Ai muốn béo thì cho thêm sữa rồi mình nêm nếm cho vừa ăn. Sau đó cho rau răm vào đảo qua đảo lại là xong rồi á. Còn về cái phần rau ôm hồi lúc nãy á thì Huyền sẽ xào chung với nạm bò. Thì cũng đơn giản lắm, mình cháy tỏi với xả lên cho thơm, xào xăng rồi thì mình nêm nếm gia vị. Lại thịt bò chín rồi thì mình sẽ cho rau ôm vô xào. Trời ơi, công nhận cái rau này nó thơm ghê luôn á mọi người. Khi mà rau với thịt chín rồi thì mình sẽ cho một ít hành vô nữa cho thơm nha. Trời đất ơi, nhìn cái dĩa ốc len với cái dĩa bò xào rau ôm là thấy uy tín rồi đó. Do là đồ ăn ngày hôm nay cũng được khá là nhiều cho nên là Huyền huy động 500 anh em lại ăn cùng cho nó vui. Mấy đứa nhỏ nó hăng hái sốt sắng vui ghê hết mọi người. Lần đầu tiên tụi nó được ăn cái ốc len này luôn á, đứa nào đứa nấy hút muốn hụt hơi luôn vậy đó, mà nó vui gì đâu luôn á. Lỗi mấy đứa nhiều nha, đây là lần đầu tiên chị Huyền làm ốc len này cho nên là không có dám chặt cái đít nhiều. Làm cho đứa nào đứa nấy nó hút muốn xỉu luôn, ăn được có con ốc mà cực quá trời cực à. Nhưng mà bù lại món ăn này vừa ngon vừa ý nghĩa nữa cũng đáng hen.